Yo, hello em, chào mừng anh đã quay trở lại với Top Mobile Games. Hôm nay là một ngày rất đặc biệt. Tại sao lại như vậy? Bởi vì chúng ta lại tiếp tục đến với những cái phiên bản Play of the Week trong tuần vừa rồi. Nó thực sự là một điều bùng nổ anh em ạ. À, đã thêm cái mới này, Iniesta luôn này. Thực sự là một cái điều bùng nổ trong ngày hôm nay. Ngoại trừ phiên bản của những iconic moment Barcelona ra, ở những phiên bản này thì chúng ta cũng đã có Neymar, chúng ta có Rivaldo, chúng ta chưa có Kluivert, mình sẽ cố gắng hy vọng sẽ quay được trong tuần này. Tuy nhiên, tất cả mọi sự chú ý được đổ dồn cho cái box Play of the Week trong ngày hôm nay. Chúng ta có những ai đây? Anh em có thể nhìn thấy ở đây, Thomas Müller, Morata là những người thường xuyên ở thời gian đầu mùa, đến đây cũng là những cái cầu thủ thường xuyên có những cái Play of the Week rồi. Nhưng mà trong ngày hôm nay ý, những cầu thủ khá là trẻ của chúng ta đã bắt đầu có những cái phiên bản Play of the Week của riêng họ. Elmas là một cầu thủ mình đã từng làm video dành cho anh em. Martinelli 19 tuổi. Đây là một cầu thủ mà chúng ta sẽ ngắm đến. Mình thực sự muốn ngắm đến Martinelli trong ngày hôm nay. Hôm nay mà ra được Martinelli thì chắc chắn mình sẽ tặng quà dành cho anh em. Quà gì thì để mình tính sau vậy. Và cuối cùng là Gavi 16 tuổi. Trời đất ơi, 16 tuổi đã có phiên bản Play of the Week rồi. Và có lẽ là anh em Barcelona sẽ đặt trọn niềm tin vào Gavi để có thể là vực dậy được Barcelona ở thời điểm hiện tại. 16 tuổi và cái bộ chỉ số là ăn đứt tất cả những cầu thủ còn lại ở trong cái phiên bản Play of the Week này. Đương nhiên anh em cũng biết rồi, với những cầu thủ trẻ thì Konami luôn luôn cho những cái bộ chỉ số nó quá là cao. Ok, ngoài ra thì những cầu thủ khác như là Cancelo hay là Chris Smalling cũng là những phiên bản khá thú vị. Đen nhất thì sẽ dính vào ông GK và ông CB. Nhưng chúng ta vẫn hy vọng vào một sự phép màu nào đó. Gavi, Martinelli, Müller cũng được, Müller hôm sau, hoặc là Elmas. Ra được Elmas thì mình nghĩ là nó là hoàn hảo. Không để anh em chờ lâu nữa, chúng ta sẽ đến ngay với lượt quay Play of the Week trong ngày hôm nay. Còn thời gian thì mình sẽ quay khoảng 10 lượt của Iconic để hy vọng kéo được Kluivert về bên team nhé. Let's go. Ok, phát đầu tiên lên đó. Tôi đã nói với anh em rồi, quay Play of the Week nhiều khi nó còn căng thẳng hơn cả tuyển nước Anh. Trời ơi, lại ra Cancelo. Trời ơi, đùa, căng thẳng quá anh em ơi. Tôi cũng không thể tin được là nó lại ra Cancelo cơ. Ôi chết rồi, lại full. Từ từ anh em đợi tí. Trời đất ơi, tại sao lại ra Cancelo? Tại sao? Quạo ghê á. Đùa vãi ạ. Tỷ lệ thì cực kỳ. Ôi thôi chết rồi, ý này, Morata. Ôi ôi, đen thế nhở? Chris Smalling ạ. Ôi, căng thẳng. À, cuối cùng rồi anh em ạ. Đùa mà ra được Martinelli không? Vậy ạ, căng thế. Rồi, anh đi, anh. Cô ra. Drop anh em ơi. Ê, vào, rồi. Martinelli. Oh. Đùa, như một trò đùa, thực sự là như một trò đùa, một sự trêu ngươi từ Konami anh em ạ. Ôi giời, chán nhở, chán vãi. Ok thôi, rồi chúng ta sẽ quay 10 lần của Iconic để hy vọng ra được Kluivert nha. Thực sự tôi cũng không còn lời nào để diễn tả cái sự chán trường này nữa rồi. Thôi thì bó tay Konami. Tôi nghĩ là nên khiếu nại với Konami là bây giờ chúng ta nếu mà quay được ra ông nào rồi thì thôi cho lock vào luôn đi. Đừng cho ra nữa. Bây giờ cứ quay trùng như thế này thực sự là quá ức chế anh em ạ. Quá là ức chế luôn. Trùng gì đâu, trùng hoài, mệt mỏi ghê. Trùng lại còn nó còn trêu người mình lại vào đúng hai cái ông của cái Cancelo, ông một Cancelo ở bên Premier League rồi chứ.
còn cái gì đau lòng hơn không? Hết lời để diễn tả. Martinelli phiên bản này là một phiên bản mình nghĩ là cũng khá là ngon. Thôi thì nó cũng giống như là cái việc mà chúng ta quá mong chờ một cái điều gì đấy thì chắc chắn là cái điều đấy nó sẽ ít khi nó xảy ra. Đặt quá nhiều kỳ vọng thì cũng sẽ thất vọng thêm nhiều thôi. Thế cho nên là thôi anh em ạ, thôi có gì dùng đấy vậy. Ok, mình đã chơi lại bản B thôi. Chơi bản B thôi. Chứ bây giờ có làm thế nào nữa đâu. Rồi, và một cái iconic cũng không ra luôn. Iconic cũng không có ra luôn. Thôi rồi, thôi, kết thúc trận đấu. À, thôi kết thúc cái buổi quay ngày hôm nay của chúng ta. Một buổi quay có lẽ là quá là chán anh em ơi. Đây, Chris Molling, hai ông Cancelo, vãi ạ. Và cảm ơn anh em đã xem cái video này. Đừng quên là subscribe cũng như tiếp tục ủng hộ Thao Mọi Games. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Peace.